Hello, xin chào tất cả mọi người đã đến với kênh Bếp Nhà Khánh Vy. Rất vui khi được gặp mọi người trong video lần này. Hôm nay mình sẽ làm một video đập hộp một sản phẩm vừa mới ra mắt của nhà Tavuho. Đó chính là Tavuho TSG66, là máy ép chậm trục đứng thương hiệu Đức. Trước khi vào video, hy vọng mọi người sẽ ủng hộ những sản phẩm bên mình bằng cách qua fanpage Bếp Nhà Khánh Vy, Zalo, đặt hàng để mình có thể hỗ trợ cho mọi người một cách tốt nhất. Bên mình miễn phí ship toàn quốc. Và bây giờ mình sẽ unbox bên trong cho mọi người cùng theo dõi nha. Bên ngoài thì máy được đóng gói rất là kỹ, có hai lớp thùng chắc chắn. Bên ngoài thì có hình mô phỏng của sản phẩm và tên thương hiệu là Tavuho, và có thêm cái logo là chữ T này mọi người. Trên thân máy cũng có logo nha, lát nữa mình sẽ cho mọi người quan sát kỹ hơn. Thì đây là những cái thông số của máy. Máy có trọng lượng là 3 kg và công suất là 200W. Rồi bây giờ mình sẽ unbox bên trong nha. Mọi người đặt sản phẩm bên mình á thì giống y chang như mình đập hộp vậy nha mọi người. Và mọi người khi nhận máy á thì mọi người có được kiểm tra trước khi mà mình nhận nha, xem là có đúng sản phẩm hay không. Mình thấy sản phẩm có ok chưa, có trầy xước gì không đó. Mình nhận máy thì sẽ y chang về luôn. Bên trong thì sẽ có một cái lớp thùng nữa. Và mình sẽ lấy cái lớp thùng này ra cho mọi người xem. Đó. Mọi người thấy là thùng được đóng gói rất là kỹ ha. Và nhìn nè, màu sắc nè, đẹp luôn đó, hình ảnh mô phỏng nè. Rồi bây giờ mình mở bên trong nha. Bên trong thì cũng được đóng gói là có hai cái lớp mốt đó, để bảo vệ sản phẩm trong cái quá trình mình di chuyển đó mọi người. Thì mọi người có thể là di chuyển không có bị trầy xước, di chuyển. Đi kèm với máy á, thì sẽ có sách hướng dẫn sử dụng máy nè. Mọi người xem cái cách mà lắp máy như thế nào. Đó, bên trong có hướng dẫn mình rất là chi tiết. Và đây là phiếu hướng dẫn kích hoạt bảo hành điện tử. Thì bây giờ đa số là những cái sản phẩm máy á, bên mình thì có rất là nhiều dòng sản phẩm, máy ép chậm, rồi nồi chiên hơi nước, rồi máy làm sữa hạt, rất là nhiều sản phẩm khác nhau thì cũng đa phần là được kích hoạt bảo hành điện tử rồi. Thì khi mọi người nhận máy á, mọi người sẽ có phiếu, hoặc là trên thân máy sẽ có mã, mọi người quét mã, hoặc là mọi người sẽ cào mã để mình gửi SMS đó mọi người. Đó. Rồi đây là cái sách công thức để mình mix những cái loại rau củ quả với nhau. Mọi người cũng tham khảo thêm nha. Bên trong hướng dẫn mình rất là chi tiết. Đó, có hình ảnh, rồi công thức rất là dễ hiểu, mọi người xem nha. Đây có một cái cây cọ để mình vệ sinh máy nè mọi người. Và đây là một cái thanh nhồi. Thì cái thanh nhồi này á được thiết kế mọi người nhìn ở dưới nè, sẽ có một cái silicon mỏng. Thì khi mà mình nhồi á, cái rau củ quả mà trong cái thành á, bám lên trên cái thành mà ống ép á, mọi người sẽ khuấy xuống đó,
Và đặc biệt là cái này bằng silicone thì sẽ không có gây ảnh hưởng trầy xước gì đến cái thiết bị của máy nha. Rồi. Mốt nè, rất là dày dặn. Và đây chính là sản phẩm. Mọi người nhận máy là sẽ y chang như vậy nha. Mình sẽ lấy cái thân máy ra. Đây. Cầm khá là chắc tay á mọi người. Đó. Rồi tiếp tục là cái ống tiếp liệu. Ống tiếp liệu và cái củ ép ở bên trong. Đây. Mình để đây cho mọi người quan sát nha. Lát mình lắp vào cho mọi người xem. Và có hai cái cốc để mình đựng bã và cốc mình đựng nước ép. Đây. Rồi cốc đựng nước ép á, thì sẽ có cái ml nha mọi người. Để mình xem thử. Rồi. Và có hai cái cốc, một cốc đây nè mọi người, cái cốc đựng đựng nước ép á, thì sẽ có cái ml nè, để mọi người ép thì xem thử là ra được bao nhiêu cái lượng nước ép. Cốc thì cũng to rộng rãi để mọi người thoải mái đựng nước ép. Đây là cái ống tiếp liệu nè mọi người, và khoang ép, khoang chứa nước ép đó. Khi mình tháo ra, mình sẽ lắp từng bước vào thì máy sẽ mới hoạt động nha. Mình lắp đúng khớp giữa những cái thiết bị sẽ có một cái gờ gắn liền, thì mọi người lắp đúng máy sẽ mới hoạt động nha. Đó, đây là củ ép nè, củ ép cầm cũng chắc tay lắm và được thiết kế là có dạng giống như lưỡi dao. Khi mình cho rau củ quả trái cây vào á thì sẽ được nghiền nhuyễn ngay lập tức luôn. Rồi, đây là cái khoang ép, bây giờ mình sẽ lắp vào. Khoang ép thì khi mọi người ép á, sẽ chứa cái nước ép ở bên trong. Đó, rồi khi mà nước ép đầy á, thì mọi người sẽ mở cái đầu ra nước ép. Nước sẽ chảy ra và mình sẽ đậy cái nắp này lại, tránh tình trạng nhỏ giọt. Thì có những sản phẩm máy ép á, sẽ không có đâu. Rồi, bây giờ mình sẽ gắn cái củ ép vào. Máy thì chỉ có 3 bước rất là đơn giản để mình sử dụng máy, và mình sử dụng xong mình vệ sinh thì cũng chỉ có 3 bước thôi, rất là đơn giản ha. Đây là cái lưới lọc nè mọi người. Lưới lọc thì có 2 tầng to và nhỏ nè, được gắn liền vào trong cái khoang ép luôn. Thì khi mà mình vệ sinh á thì cũng chỉ vệ sinh cái khoang này thôi, không có lỉnh kỉnh những cái phụ kiện khác. Rất là tiện lợi nha. Giúp mình cũng vệ sinh dễ nhàn hơn đó. Thì những cái lưới lọc này được làm bằng inox 304 á, mình xài thì không có lo sợ bị rỉ, xài bền lắm. Rồi bây giờ mình sẽ đậy gắn vào. Mình người gắn vào thì mình để cái ống tiếp liệu á nghiêng 45 độ, sau đó mọi người sẽ mở cái nắp ra. Rồi mình sẽ dùng tay đẩy nhẹ qua là khớp vào rồi. Mình sẽ đóng nắp lại. Đó. Vậy là xong rồi đó mọi người. Mình tháo lắp ra rất là đơn giản, và khi mình sử dụng xong thì mình vệ sinh cũng rất là dễ dàng nữa. Thì mọi người nhìn tổng quan với cái thiết kế gọn gàng và có màu sắc là màu ghi xám á, thì nhìn cũng rất là sang trọng á mọi người. Và được thiết kế là cái thương hiệu Tavoho ở trên cái thân máy, và cái núm xoay nhìn rất là sang trọng nha mọi người. mọi người xoay nè, xoay qua trái á thì là reverse đảo chiều, còn mọi người xoay qua phải nè, đó là on, là ghim điện thì máy sẽ hoạt động. Ở phía dưới cái thân máy á, mình sẽ cho mọi người quan sát ở phía sau và phía dưới.
Phía sau thì có cái tem kích hoạt bảo hành, rồi có cái nguồn dây điện này mọi người. Dây điện thì dài 1,3 mét, dây dày dặn và chắc chắn lắm nha. Khi mọi người sử dụng mà mình để rất là linh hoạt trong cái không gian bếp, hoặc là mình ép ở đâu á, trong không gian trong gia đình của mình thì cũng không có cần nối dây điện hay gì đó. Rất là, mình gửi nó cho mọi người xem. À, dài dặn và chắc chắn lắm nha. Đó. Rồi, ở dưới cái phần đáy á, của cái thân máy thì sẽ có những cái thông số nè, và những cái quạt tản nhiệt ở bên trong. Đây là những cái khe. Khi mà mọi người ép á, quạt tản nhiệt sẽ hoạt động và tản ra nhiệt, giúp cho cái động cơ của mình sẽ được mát, và tuổi thọ khi mà mình sử dụng máy sẽ được tăng cao. Máy thì được bảo hành là 24 tháng, một đổi một trong vòng 10 ngày nếu mà lỗi do nhà sản xuất. Thì với cái tốc độ quay á, là 40 đến 60 vòng trên 1 phút. Thì với cái tốc độ ép này á, giúp cho quá trình mà mình ép rau củ quả trái cây sẽ không sinh ra nhiệt và giữ được cái lượng nước ép mình uống, giữ trọn cái hương vị tự nhiên và dinh dưỡng trong nước ép, uống rất là ngon nha. Và cái công suất là 200W thì giúp cho mình ép những cái rau củ quả, và trong quá trình ép thì sẽ đầm máy và không có tiếng ồn, không có quá to. Nếu mà mọi người ép á, mình đứng gần thì mình sẽ nghe cũng không có to. Nếu mà mọi người đứng ở xa xa thì mình sẽ chắc là mình không có nghe được cái tiếng ồn luôn á mọi người. Đó. Thì ở những video sau mình sẽ ép thực tế để cho mọi người quan sát thực tế trong cái quá trình mà máy ép như thế nào. Nếu mọi người muốn xem thực tế thì có thể là qua trang YouTube của mình, Bếp Nhà Khánh Vy, để mọi người có thể tham khảo. Mình ép rất là nhiều cái dòng sản phẩm máy ép khác nhau để cho mọi người theo dõi. Thì hôm nay mình cũng đập hộp để cho mọi người xem thực tế về cái sản phẩm máy ép Tavo vừa mới ra mắt này sẽ như thế nào, để cho mọi người tham khảo và đưa ra sự lựa chọn cho gia đình của mình. Cảm ơn mọi người đã theo dõi hết video này. Nếu mọi người thấy một subscribe, đăng ký kênh để mình có động lực làm nhiều video, cung cấp nhiều thông tin đến cho mọi người nha. Hẹn gặp lại mọi người ở những video tiếp theo. Bye bye.